Trời ơi, người toàn máu thôi. Đâu, thịt cá đi. Ok. Không có thể tắt quả nhạc này được. Nhập bên anh hơi bị hay đấy. Thôi, Còn không biết bên anh em như Hạnh nào. nghe em hát đi. Đâu, em hát đi. Thôi, anh muốn bài gì? Khi anh qua thung lũng đi. Cái gì? Rồi đang bị nghiện rồi đấy. Bài gì anh? Khi anh qua thung lũng. Trời đất ơi. Không, dạo này em hơi gọi là nghiền bài một điếu anh à. Một điếu. Trời, hơi bị hay luôn. Anh hiểu không? Hơi bị nó hay luôn. Đâu, hát thử em mà. Mà Làm sao thường để mình mở nhạc được bài nhạc bài beat anh nhỉ? biết ra em dùng điện thoại ấy, bật loa ngoài lên dí sắp vào là được. Thôi anh, em thấy em nghĩ là mình không nên hát anh à. Kênh anh đang gọi là rất là nhiều bạn đang xem, mà bây giờ em hát một cái là nó sẽ giảm 50% anh hiểu không? Xin chào các bạn, xin giới thiệu các bạn, bạn Hà Mõm, em anh Khôi Mõm. Đúng, em anh Khôi. Không, em anh Khôi làm sao được. Em là đại của gọi là no hope, gọi là no life. Đại, cuộc sống của em bây giờ không còn hy vọng nữa đúng không? Kinh nhỉ, bây giờ là đệ anh Hốp à? À, đệ bạn Hốp à? Hả? Bạn 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 bạn. Không, em là bố, bố em gọi là bố hốp, em là con nuôi đấy. Thì À bố chà. hốp hôm trước chở em đi xem nhà bà hàng xóm lau nhà, xong rồi bà hàng xóm đó là mẹ nuôi của em, mẹ nuôi của em mới thương bố nuôi của em nên gọi là con nuôi đấy, được chưa? Bán không có nhìn giá luôn. Đâu anh. Anh có 8.300 nhá, anh bán được bao nhiêu đưa em nhá. Tám nghìn ba được nghìn nghìn bảy nghìn tám tầm nghìn tám Đi bạn ơi, cho mình xin lại số tiền của mình với. Thực ra bán được có 1.800 thôi, thôi coi như là tiền sang xe đi. Hợp lý không? 1.800 à? Bạn bạn tin là ngày mai là bạn không còn có mặt trong thành phố luôn. Không. Làm gì mà sao? Bị quê à hay sao? Không, mình sẽ xóa sổ tên bạn trong thành phố luôn mà được không? Ai chả không Bạn thử đi, bạn đừng có để ra cái sơ hở nha. ui bạn thấy chưa, mưa gió đi xe hỏng đâm chuyện bình thường ấy mà phải cho tiền sửa Trời xe chứ. ơi. Thôi, mình sợ bạn quá. Bạn cứ thử Hả? bạn ngủ đi. Bạn ngủ đi. Có một ngày là bạn mở mắt dậy là bạn không còn thấy bài di tính của bạn luôn. Ui da, kinh kinh kinh, sợ Sợ quá sợ quá, quá, sợ quá. sợ quá Sợ quá, sợ sợ quá. quá mang mì gói tiếp nha, sợ quá sợ quá. Ăn đi ăn, mặt đổ đầy mụn các bạn. Đố ma. Nó ăn mì ạ. Anh này về mình phải đi làm giờ tiên anh nhỉ. Bây giờ Anh anh biết có sao 3 lựa chọn cho em. Mình có rất nhiều chương trình trong không? buổi sáng hôm nay. Đúng. Ok. Đầu tiên là mình có thể là mình sẽ đi khám phá trường đua. Em đi bao giờ chưa? Anh ơi, cái thôi thôi thôi, em nghe gọi là nhiều huynh đệ trong tương tàn trong em rồi. Để mà Sao được sao? đi trường đua ấy, là anh bê mẹ cây xăng vào trường đua cho em. Không, anh mang 4 bình xăng rồi, yên tâm. 4 bình xăng, Thôi, 2 bộ sửa chữa. thôi bê mẹ nguyên cái cây xăng vô. Còn mình đua không được, mình đốt cái trường đua luôn luôn. Nhưng mà mình cần chuẩn bị trước mà không sao đâu. Đi Thôi. thử một vòng cho biết xem bao lâu với cả xem nó như nào. Anh chưa đi bao giờ, nghe bảo là cũng to với đẹp lắm. Chà. Xong rồi cái không ra được, cái xong rồi ỉ chảy trong đó luôn. Sáng nay hôm qua on chân á. Yên tâm, yên tâm. Đi với anh em cũng phải sợ nhỉ. Không thì bây giờ mới có option thứ hai. Nào.
Option thứ hai là như thế nào? Option thứ hai là đi trải nghiệm motorbike, nhưng mà không phải trên núi mà trong thành phố. Hay chưa, thú vị chưa, mới lạ chưa? Ê, motorbike có thể nhảy là dù. mỗi người một chiếc xe được không bạn? Không, phải cạnh nhau thôi. Tại vì cái này nó rất là khó, cái anh mới lái được, em hiểu không? Em chỉ Trời là ơi, anh người hiểu ở không? sau thôi. Anh thanh toán hôm qua lại kể em khác luôn. Anh không toán thì mở bài cho em rồi nhá. Anh thanh toán bảo là hôm qua người hai kia mới mua xe. Trời, lúc đầu anh thấy chạy đỉnh lắm, ngưỡng mộ kinh khủng luôn. Sau khi bị anh bắt cái chạy xong rồi bị khớp cúp 3 lần. Trời ơi, 3 lần? 3 lần bao giờ? Đấy, thì ai biết vô đâu. Phần. Vậy đâu anh? À quên à, lại. Quên nữa, nãy anh nói có 3 option mà. Bây giờ mới option thứ hai, option thứ ba mình là đi nhảy dù đúng không? Đâu? Option thứ hai là nhảy dù và bay xe đấy. Cái được mẹ hai môn đấy. Ui trời ơi, đâu mà xuống xe đâu. Thưa này, anh như thế nào? Đi. Ây da, đấy phải chuyện người ta cứ đeo cái khẩu trang ạ. Hồi nãy là trời nắng, đi đeo như vậy chống bụi, chống bặm, hiểu không? Option thứ hai đúng không? Thứ ba là cái gì nhỉ? Thứ ba là đi cậy đồng hồ, đấy, ba option. Đấy, thế anh cho em xuống. Chọn. Mình sẽ đi cả ba cái trong ngày hôm nay. Anh nên... thanh toán rồi. Anh thanh toán có chấp nhận lời đề nghị không? Ok, từ từ mình đã chọn xong đâu. Nghĩa là em muốn đi làm cái thứ ba trước đúng không? Đúng 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 đúng. Bây giờ em phải hiểu nhá. Bây giờ mình có 3 option đúng không? Thì mình phải đi trường đua trước. Tại vì mình chỉ một cái xe thôi. Nếu trong trường hợp mình đi cậy đồng hồ mà mình hỏng xe luôn là mình mất nguyên cái option kia luôn. Hiểu không? Hiểu không? Hoặc là mình đi xe ba nhảy dù trước cũng được. Đấy. Bây giờ nhá. Nếu mà em toàn mạng từ trường đua mà trở về đến thành phố. Anh hiểu không? Em sẽ thực hiện tiếp cho anh option thứ hai và option thứ ba. Ok. Hợp lý. Còn nếu mà em không toàn mạng từ trường về thành phố, em sẽ toàn mạng đưa mạng anh từ trường đua về bệnh viện. Được không? Chưa không? Em cho anh lựa chọn. Ok. Rồi, ok, lái xe đi. Ok. Ok. Kiểu gì cũng bị khớp, bị gãy thôi, yên tâm. Trời ơi. Lái xe. Em đã sẵn sàng chưa? Anh ơi, khoan, trước khi đi cho em để lại di chúc cho bố mẹ em được không? Không. Đâu? Em phải đi theo anh đến cuối đời. Xin đứng trên nghe lời cầu xin. Ê chà. Hay để em đội mũ bảo hiểm vô nha. Cho chắc ăn nha. Đội đi. À đây. Wow. Em ơi, nhớ cái điểm này nhá. Đây là điểm mình về đấy. Mình mà bị mất rồi, cái là rồi, coi như à? là lạc luôn đấy. Không có bản đồ. Sao mở được bản đồ? Trời ơi trời, từ từ thôi anh. Anh biết chỗ này có sửa chữa được không ta? Chà. Chà. Wow. Ủa, mà loát hơi lâu. Nhìn quay. Nhìn như vận động hàng rẫy thế nhở? Hàng rẫy? To gấp 10 đấy em ơi. To gấp 10 á? Sân vận động Mỹ Đình. Không, to hơn nữa cơ. Hơn nữa cơ à? Mercedes-Benz này. Thấy chưa? Chỗ này hồi xưa anh đi bắn giải đấy. Ghê vậy, ghê vậy. Ừ. Ghê vậy. Thử đi một vòng đây đi, để nhớ lại lại, không tí lạc bỏ mẹ. Anh hãy nhớ ra đầu tiên có cây mùi vàng vàng nữa nhá. Có cái cột màu vàng này, cột thùng này. Xong rồi nó xuất hiện 10 cây cột màu vàng thì ỉ chảy nhá. Sao
Thôi hiểu Quay. chưa? Đó có tòa nhà cái gì? Tú kìa anh. Ừ, nhà của anh Tú đấy. Reheliland. Ủa anh mới xây hôm nay à? Ừ. Nếu không biết Quay. thì bố anh rất là giàu. Wow. Bên phải là có Để cái donut này. đưa nếp. Là cái gì anh? À, không biết. Ủa mình đi tham quan là gì là xong rồi anh? Không, mình đi một vòng mà. Wow. Nhớ chưa Mercedes-Benz này, Donip này, Tú này. Rồi. Có đun lớp tới kìa. Rồi ok nhớ nha. Cái gì? Trời, đồ rít, 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 rít. Hoài. Dưới này hơi cháy nha. Cháy hơi giống kho quẹt mỡ hành nha. Hơi cháy nha. Ê da, hơi cháy tỏi nha. Hơi cháy tỏi. Trời ơi, hơi khét. Ây da, Anh có thể làm cái mượt luôn không anh? vào đây có vẻ thú vị đấy, mượt nhưng mà sợ nó đâm lắm, đâm hỏng xe lắm, đi cẩn thận mà. Chà Được chưa, chà. được chưa, được chưa? Anh nhớ anh là nhớ anh 10 điểm đấy mới vừa khen xong. Thôi. Cái xong lát không tìm được điểm về thì thôi. Thì mình đi ngược lại được chứ gì, đúng không? Hay lắm, anh nói hay lắm. Nào riết à, riết à. Xôi. Bay con mẹ nó ra khỏi đường đua luôn. Thôi. Đang thử anh chỉ đang làm mà. một thợ kéo xe thôi, đừng làm một tay đua. Nào từ từ ạ. Quay con mẹ nó đầu rồi anh. Anh riết một cái kiểu nhìn nó ngon ngon không? Nào một tô phở xúc quang nè. Một tô phở xúc quang đầy hành nào. Chuẩn bị nào. Một tô phở xúc quang đầy hành nha anh. Đầy hành nha. Đầy hành nha. Trời đất ơi. Thế thôi. Em muốn nhào Ít nữa. nhất cũng phải thêm hai quả trứng trần chứ cha. Cha biết gì chơi nửa bờ vậy cha. Rồi. Nhưng mà công nhận sân này to thật anh. Chắc là sân cái nguyên cái sân này bự hơn cả cái tỉnh Kiên Giang À luôn đây á. này, cái tòa này này. Ơ, thực ra mình đi vòng nhanh mà. Hết rồi này. Ủa anh ơi, có xe kìa anh, mình lóc bút được không anh nhỉ? Ủa, sao mà to lắm anh nhờ? Hay là mình đi đường khác mới lạc chứ, đi đường thẳng đường vòng này sao đâu có lạc đâu. Đấy, hồi nãy anh đi đường trên đúng không? Bây giờ anh đi đường dưới. Đường dưới à? Là bên này à? Ừ, hồi nãy anh đi đường này chưa? Đấy. Chưa, chưa, chưa. Đấy, khác liền, khác bọt liền. Chà. Nè anh, ở đây. Cái Đi kia, đi đường xuống dưới đường dưới này luôn nè anh. cái đối diện kia là chỗ mình bắt đầu đấy. Ơ, tính ra cũng dễ mà nhỉ, đâu có lạc đâu. Anh thử tông mấy cái đường này nè, anh đi qua đây. Thôi, xin em. Nè, tông qua đi. Đi khám phá đi. Chơi mà chơi nữ Đâu, chơi nó có gì chữ đâu mà cha. khám phá. Đâu, em nhìn xem. Đấy, tông vô đường kia kìa. Đấy, rừng rú gì đó. Bên phải, bên trái. Bên trái nè, đó. Bên Quay trái á. luôn. Không tông được, Ừ. em nhìn xem. Đây này, có mấy tường bảo vệ này, không qua được. Thấy chưa? Đây nè. Đó, xuống xuống liền. Đấy, bắt đầu. Đấy, xuống xuống liền, đó. Không được mà. À quên, anh có khách ở nhà đang đợi kéo xe rồi, mình đi thử thôi cho biết thôi. Đây vòng đây được mời đúng không anh? Đây Trời được mời đất này, ơi, đây được. tưởng thế nào. Đây là vào rừng đúng không? Rồi, nhớ rồi. Mình nhanh lốt con này ra nhá. Trời. Từ từ thôi. Đấy. Vào rừng này nè. Đấy. Ghi gì? Quay. Rồi. Rồi. Chà, thấy tính ra đường này rộng anh. Anh tập trung dữ vậy, anh nói gì với em đi. Ôi, đang bị cuốn ấy. Đang bị đua cuốn ấy. Cuốn vào đài ạ. Anh ơi, cái xe này lốc bít được không anh?
Đâu mình thử xuống mình khám phá anh. Ờ dạ, sao có xe đây nhỉ? Đâu, mà đây hình như là xe không đi được em ạ. Em nhìn xem, làm gì có cái ghế trong đâu. Ủa, cái bằng giấy em ạ, em đọc thử xem. Đó. Ui, thơm mộng phết này. Anh ơi, anh biết nhìn mấy con xe này giống mấy con xe mà mẹ bán hồi rằm tháng 7 vừa rồi không? Ờ, xe giấy. Uầy, y chang luôn ạ. Wow, đẹp nha. Uầy, đẹp thế nhờ. Ghê vậy, ghê vậy. Xôi. Uầy. Em ơi, anh nghĩ mình quay lại chứ anh thấy đi nó không có hồi kết ấy. Em thấy xem, nó không có điểm cuối ấy. Anh nghĩ mình quay lại. Chứ không đủ xăng đâu. À thế thôi quay lại đi anh. Từ em cũng nghĩ thế. Từ từ xuống đi đổ em xăng. Em không muốn gọi bố em lúc này đâu. Sáng sớm người ta đang ngủ gọi hơi kỳ em nhỉ. Gọi là rộng rãi như thế này. Anh biết gọi là mình đã làm gì không? Lên hát bài à? Em đi hát bài gì? Không. Anh đừng có gạ em hát nữa. Anh biết anh là người thường biết em hát như thế nào mà. Không. Thôi em thấy giờ này anh hay hát nè. Anh ở nhà hay hát kìa. Cái gì mà khi em qua thung lũng là bóng đêm ghi bàn chân. Trời, ngày nào cũng hát mà thôi hát lại không mấy bạn nghe đi. Thôi. Ui. Thôi hát đi. Bên cạnh có đường mòn này. Đường mòn này là Thôi xin rồi. À chắc là sau này đua cào cào hay đua gì xe máy đây này. À. Đấy mà sẽ phải này. Rồi ra kia. Ủa ai kia? Ai vậy? Anh coi gì ai vậy? Chẳng đường lại cướp. Đua không? Ok, mẹ gì cây à? Ok, người quen anh ơi. Mày không phải rửa xe đi, anh bị kéo xe đây này. Ai chà, người quen, tóc hai mái. Alo. Chú ơi. Ơi. Mà kéo xe cho em nhá, em sẽ cho em, à cho anh một bạn gái thật là xinh tươi luôn. Ôi trời ơi, chú em lớp, trời ơi. Lên nhanh không phải đi mất đây. À rồi, ok. Cho anh nhá. Vâng. Mày cho anh một bạn gái á, hay như nào? À, vâng, hợp với anh lắm. Mặc quần áo crop top này. Đội mũ cối này. Đấy, gặp người dân là lúc nào cũng đánh này, cũng đấm này. Cười này. Ờ, bảo bạn ấy về đi. Anh động lắm, chạy nhảy linh tinh này. Đấy, anh bận lắm, mà anh bận lắm này. Anh còn đi kéo xe người khác nữa. Anh phải kéo xe cho em chứ. Thì anh kéo cho em sau được không? Anh kéo khách trước, ưu tiên khách trước chứ. Vâng. Nha. Anh ngồi đi mất đấy nhá. Rồi yên tâm, tiếp. Bạn gái quen thế nhỉ? Ôi dồi, 15 phút nữa. Đúng mà. Cây lắm. Alo, anh đây. Alo, Asinoto. Nghe rõ không anh ơi? Nói đi đừng ngại em ơi. Em phát hiện ra có đứa em trai thất lạc của anh nằm sau xưởng đổ xe của bố nuôi em nè. Đưa tiền kéo rồi ha kia. Dạ vâng, anh cảm ơn ạ. Ờ, anh biết rồi. Không hút, bạn đó về cái, bạn đó ghi chẳng chở giao thông quá, nằm giữa đường luôn. Rồi, bạn ấy vừa gọi anh rồi, đợi tí nha, anh xong việc anh qua. Rồi, nhớ nào qua gọi chở em về luôn nha. Rồi, yên tâm, tí anh rước cả hai đứa về. Bây giờ nha, bây giờ mình đi kiếm một con xe cào cào, con chết. Mình bay trong thành phố, nhưng mà mình cần con xe chết. Tại vì con đấy anh thấy nó nhẹ, dễ điều khiển. Em có dù chưa? Có hẳn hai cái luôn cơ.
Ghê chưa, ghê chưa. Đúng là dân bay khác. Bay, bay. Trời ơi, anh nói gì các bạn hiểu nhầm em. Chết. Anh phải bảo là em đam mê sở thích bay dù. Dù bay, ừ. Mà anh đang muốn thử đi nhảy dù ở trong thành phố. Thế còn trên núi thì thấy nó cũng có thế à. Anh ơi, trong thành phố em có kinh nghiệm chết 3 lần rồi. Nhưng mà mình nhảy bên ngoài đi. Em thấy nhảy gọi là được cho mấy bạn gọi là tận hưởng không khí thiên nhiên, nó vui vẻ hơn gọi là hít khói bụi của thành phố á. Nhưng mà bên ngoài thì anh phải về lấy đồ cơ. Anh có đồ đạc gì? Anh có đồ mà chơi xong thì mình nhảy là mình vui, chứ còn nhảy không nó chán lắm. Wow, đỉnh vậy. Ừ. Ghi vậy. Nhưng mà em cũng có đồ như vậy á, không biết anh có phải mua từ gọi là công người bên ngoài không, chứ em bán rẻ hơn. Em bán giá gốc. Em có cái gì? Em có nhãn vỡ dán tập á anh. Anh chà, có cái đấy luôn à? Trời ơi anh ơi, em biết gọi là em nha, em Lê Thị Thu Hà nha. Không thì bây giờ nha, mình về. Em có mấy cái? Một cái à? Không, em bây giờ em chỉ bán sỉ theo 10-20 thôi, chứ em không bán lẻ từng con. Ây da, con bồ hốp khác nhiều đồ ấy nhở. Thì bây giờ anh bảo là bây giờ nhảy dù ấy, bình thường ấy thì nó rất là chán. Bây giờ mình chơi trước rồi mình nhảy dù xong mình sẽ thấy kiểu wow, kiểu thằng Hề xong rồi Mario thứ ấy, nó vui hơn hiểu không? Nhưng mà anh mua bao nhiêu? Anh có rồi, anh có một cái rồi. Thế thì thôi chứ. Thì bây giờ em lấy một cái đi em chơi đi, anh cả em cùng chơi. Thôi, một nhà một người chơi, người tỉnh táo còn lại chứ. Thì đấy, anh ơi, bây giờ anh đảo sao chết từ từ thôi. Đảo sao chết mà đảo như gọi là đảo cơm gì cha. Thì đang bảo là bây giờ hay là về thành phố lấy đồ đã. Anh rồi, ok. Về nhá, thì lấy đồ nhá, xong rồi đi nhảy dù trên núi đúng không? Ok. Rồi, hay thế nhở. Rồi, cô siêu xe kìa anh. Ê da. Anh chạy hay phá của vậy anh? Đã đâm đâu. Trời ơi, chết lo à. Thôi xong. Trời đất ơi. Dừng phải phá của đấy. Đấy bố không cửa rồi. Không phải vì xe không có cửa mà dùng lâu nó rớt cửa rồi. Ai làm rớt? Ai làm rớt rồi? Đâu mới lấy ra mà. Không, con xe anh dùng lâu rồi kìa. Mới mua xe hỏng lâu bao giờ? Ai chà, đường xa thế. Ôm chặt nha, ngã là chết luôn đấy. Không có cứu đâu. Chặt lắm rồi anh. Trời ơi, trên đây có cái giấy di chúc hồi sáng em ghi tặng anh á. Mà không biết còn không nữa. Để em đi kiếm. Anh đợi em xíu nha. Quay. Người quen luôn. Sao lại ông mày lại đây này vậy? Kìa. Bạn này nha. Gặp sao? Sao đây Toán ơi? Anh đi đâu đây? À, không. Tôi nghe mọi người lên đây nhảy dù, tôi đợi trời để tôi tìm sự hả hê ấy mà. Kìa. Anh nên rủ tôi chết đúng không? Đâu có đâu, tôi nói tôi tìm sự hả hê, có nghĩa tôi nhìn thấy hai mấy anh chị bay được dù đó là tôi vui lắm. Niềm vui riêng của tôi thôi. Chứ tôi có chủ anh chết con câu nào đâu anh. Sao ấy? Anh yên tâm. Tôi chết đây một lần rồi, tôi sẽ không lặp lại đâu. Mà anh lên đây bằng cái gì mà sao lâu quá vậy? Tôi đứng ở đây là vừa nói là đi nhảy dù là tôi 5 phút sau có mặt trên đây rồi. 15 phút sau mới tới. Ngày mai con lấy. Bọn tôi bọn tôi đi bộ mà. Rồi. What the fuck? Khổ thân thiệt sự. Với em đi 3 về 2. Để xe kia không, trong vùng này không mất đâu. Bây giờ đi 3 mà về 4 là mới đỉnh nè.
Sao vậy bốn? Thế mới nói. Ghê chưa? Anh nhảy đi, tôi có dù dư này. Nghe vô lý. Bay xuống tôi lại đi lên. Đấy. Đang để coi coi nếu mà tôi bay thì tôi cũng có cách để tôi bay cao nhất có thể. Rồi. Anh trai đỉnh nhảy. Không mấy cho tôi cái dù đi mà gặp nhau ở đâu. Để biết lát nữa gặp. Bay cao, bay cao. Đây ổn. Ô tạnh mưa, tạnh mưa, trời nắng lên anh ơi. Đi 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 đi. Đi 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 đi. Mà sương mù quá nhờ. Ok ok ok. Mà kệ, sương mù thì kệ thôi, biết bao giờ mới hết. Rồi, cho tôi xin một cái dù đi. Đây 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 đây. Ui xồi ôi. Em cứ đi xuống đi, em cứ đi xuống đi thôi, bình thường thôi. Rồi ok đấy. Tại ơi từ từ, Hàn đang đứng sau anh. Rồi. Em đi trước nha, bảy cá đúng không? Em nhảy thẳng à, có đi cùng anh không? Cắn chưa anh ơi? Từ từ, cắn chưa, phải cắn chưa? Em chưa. Em bay trước đi. Cho em đi với, tài chắn đường cho Hàn đi với. Em bay trước đi. Đấy, chắn đường. Đeo dù vô nha. Đeo rồi, đeo rồi. Cắn mà không đeo dù đi. Anh ơi cho em đi với, em sợ luôn cả. Nó có bị rơi xe rơi ra ngoài không nhỉ? Không đúng không? Không, đến lúc em cắn này. Ok, cắn luôn này. Em đi nha. Đi trước đi, trước đi, anh cắn tôi, anh cắn tôi, nhanh. Alo. Alo. Em đang đâu à? Đi đi, cắn đi. Đi. Dạ. Yeah. Rồi. Anh tí nha, anh đang quay về với em. Em đi nha anh. Đi nhanh lên. Đồng tử giãn ra rồi. Ừ. Nhanh lên. Ôi trời, ảo. Ảo quá. Này cứ cục bay rồi. Thôi xong rồi. Thấy chưa Tài ơi? Em thấy. Anh đi nha. Ok anh. U má ơi luôn. Ui, ảo đéo chịu được ạ. Ảo vãi cầm mưu em ơi. Toàn thấy mấy cái anh, hộp bay bay rồi. Anh thấy đủ má em nó bay đi đâu đây? Anh cũng đéo biết mình bay đi đâu em ơi. Thì bay đập vào núi chết sao? Ui anh thấy Mario này. Em thấy này á. Ừ anh cũng thấy rồi này. Ủa thấy hai con luôn. Hai con hai bên luôn. Đúng má. Em sợ bay trùng núi chết lắm. Không, cứ bay cao cao giữ ship em là được. Wow. Mario này các bạn ơi. Ảo quá luôn. Để biết mình bay đi đâu cơ. Trái bên trái mọi người ơi. Bay đi đâu rồi em ơi, anh không thấy nữa cơ. Không biết đang bay đi đâu rồi. Anh chỉ đường hộ được không ạ? Em sao em á? Ai, where are you? Where am I? Đéo biết em ơi, đéo biết anh mình đang ở đâu. Ôi em hết đồ rồi, em thấy đường rồi. À đây rồi. Tiện đi. Ui, mẹ mình đang đâu rồi. Ơ kìa, đi phải đi nhầm đường rồi. Đúng không má? Em thì đang bay lại đây. Đi con mẹ sang bay gỗ ạ. Em thấy anh rồi này. Ờ, anh thấy mày rồi này. Chết mẹ khi đéo ra được bãi cá em ơi. Anh phải. Ồ, đéo thấy anh Hề đâu chả. Anh Hề chắc chưa mua dù anh ạ. Nãy em nghe tiếng hét cơ. Hình như là anh dù. Anh Hề ngồi sau lưng em nhưng mà kiểu không có dù ấy nên ngã chết ấy. Ờ, anh cũng như thế. Anh nghe tiếng hét thất thanh. Ủa nhưng mà ảo thật anh nhở?
ảo vãi bìu luôn ạ, đéo thấy gì luôn ạ. Thế thấy mỗi hai thằng ở Mario. Như kiểu mình đang ở thế giới khác luôn đấy. Đúng đúng đúng. Mình đang bay trong không trung ấy. Anh Độ chơi cái gì như kiểu túi bột trắng các bạn ạ. Mình là loại nhẹ hơn các bạn hiểu không? Ơ nhưng mà mình bây giờ mình cũng bay trong không trung mà nhỉ. Không mà nãy mình đéo nhìn thấy gì khác ấy. Không thấy đất đâu, không thấy các thứ đâu. Đích đến là nóc của bàn cá nhá, cho bãi cá nhá. Ok anh ơi. Hay xuống thấp đấy. Ủa, gần đến chưa? Ủa chết mẹ rồi, đéo đến tôi. Hà ơi, em đâu rồi? Em vẫn ở. À, thật im lặng thế. Ví dụ hãy tập trung thử ngoại chứ. Chết mẹ rồi, đéo đủ rồi, đéo đến được rồi. Anh ơi, mình đi cướp cá nè. Bỏ mẹ rồi, anh đéo đến rồi, anh mẹ dừng ở giữa hồ rồi. Đây, mình sẽ nhảy xuống cái tuyên bộ trắng kia. Xong rồi nhờ người ta. Ơi, em ở đâu anh ơi? Ở đâu? Ây ạ. Má anh đi lạc ạ. Ở kia. Em ơi. Từ từ đã em ơi. Em ơi. Em ở 3030. Sao lại xa thế? Cái gì cơ? Sao lại 3030? What the fuck? Không không ba đây. Ờ, em bay ra bãi cỗ à? Bà bay ra bãi cá mà.